Hi, xin chào các bạn, mình đang có mặt tại nhà máy Mercedes-Benz Việt Nam. Và kế bên mình đây là chiếc GLC nâng cấp giữa đời 2020 phiên bản 300. Cái điểm đặc biệt là nó được nhập khẩu trực tiếp từ Đức và chỉ có 200 chiếc cho lô đầu tiên. Hôm qua anh giờ mình nghe có rất nhiều tin đồn ác ý nói GLC 300 2020 là được nhập khẩu từ Malay chứ không phải là từ Đức. Thì đây, cái giấy khai sinh của nó cho các bạn xem luôn. Đấy, có nguyên dòng chữ nè, Made in Germany, được làm tại Đức ha, khỏi bàn cãi nữa đó. Và chỉ có 200 chiếc cho lô nhập khẩu từ Đức đầu tiên, thế nên là nếu như các bạn nhanh chân thì còn, chậm chân thì cũng không sao, bởi vì các bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn cho GLC 2020, nhưng chỉ là xe lắp ráp trong nước chứ không phải là xe nhập khẩu. Ở đây mình xin hé lộ một chút nha, sẽ có tới 3 phiên bản GLC 2020 lắp ráp tại Việt Nam. Đầu tiên là phiên bản GLC 300 Formatic và tiếp theo là hai phiên bản GLC 200, nhưng sẽ không còn phiên bản GLC 250 như ở đời trước nữa. Đó là cái sự thay đổi rất là đáng chú ý. Và tiếp theo là hai sự thay đổi từ hôm qua đến giờ gây tranh cãi rất nhiều. Đầu tiên là việc phiên bản GLC 300 nay không còn hệ thống treo khí nén nữa, mà nó chỉ có hệ thống treo thể thao cứng hơn một chút. Và thứ hai là việc Mercedes-Benz họ trang bị lại cái bộ lớp thường chứ không phải là sử dụng lớp Rainflat như là những dãy sản phẩm hiện nay của họ. Vậy thì trong clip này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện đằng sau sự thay đổi gây tranh cãi này, cũng như là soi chi tiết GLC 2020 để xem nó có những sự nâng cấp nào hay ho và hấp dẫn. Kế bên mình đây là chiếc GLC 300 trong cái màu bạc Mojave. Đây là code màu mới của lô GLC nhập khẩu từ Đức. Và với cái đợt nâng cấp giữa đời 2020 này thì Mercedes-Benz họ đã đặt đi xe lại gương mặt của GLC để giúp cho nó trông hiện đại hơn và trẻ trung hơn. Cái điểm nổi bật ở đây á, ở phần đầu xe đó là cụm đèn trước, nay nó có hai dải đèn chiếu sáng ban ngày để phân biệt với đời trước. Và bên cạnh đó là nó được tích hợp công nghệ đèn chiếu sáng đa luồng thông minh multi-beam LED giống như người anh em Mac S, Mac E và Mac C. Và cái GLC 300 nhập khẩu từ Đức thì được trang bị gói Night Package trang trí, thế nên là nó sẽ có thêm những cái phần ốp màu đen bóng ở cản trước, cản sau và hai bên gương chiếu hậu. Ở đây thì chúng ta có cái hệ thống camera 360 độ, thế nên là nó sẽ có cái camera tích hợp bên trong cái gương chiếu hậu luôn. Bộ mâm của GLC 300 nhập khẩu từ Đức thì có kích thước 20 inch, nó sẽ lớn hơn 1 inch so với lại GLC 300 trước đây. Và mình hé lộ sơ một tí nha, thì cái phiên bản GLC 300 lắp ráp ở Việt Nam nó sẽ có bộ mâm nhỏ hơn 1 inch so với lại cái lô 200 chiếc đầu tiên nhập khẩu từ Đức. Đấy, thì đó là cái điểm hấp dẫn của cái lô đầu tiên này. Về cơ bản thì cái phần hông xe và đuôi xe GLC mới nó cũng không có sự khác biệt quá nhiều so với lại đời trước nâng cấp. Cái điểm mới ở phần đuôi đó chính là cụm đèn hậu của nó thì có cái đồ họa được thiết kế lại, nhìn nó năng động hơn và đẹp mắt hơn. Thêm một cái điểm mới nữa ở cái đời nâng cấp giữa đời 2020 đó chính là cái phần tấm hướng gió rear diffuser ở bên dưới, giúp cho đuôi GLC 2020 phiên bản GLC 300 này nó thể thao hơn, nhìn nó có chất đua hơn. Phần cốp xe đóng mở bằng điện. Và cái không gian cốp của GLC thì không có sự thay đổi nào so với đời trước. Nếu mình nhớ không lầm thì cốp của GLC nó sẽ nhỏ hơn một chút so với lại BMW X3 thế hệ mới, nhưng mà nó cũng không đáng kể. Như thế này là cũng rất hoành tráng cho phân khúc rồi. Và chúng ta có thể gặp hàng ghế sau thông qua hai cái lẫy rất là nhanh chóng và tiện lợi. Vì sử dụng lớp thường thế nên là GLC sẽ có thêm một cái lớp sơ cua nằm ở bên dưới cái khoang chứa đồ phía sau. Và mẹ cũng chu đáo bố trí thêm một cái kích để chúng ta có thể thực hiện được cái việc thay lớp. Mercedes-Benz Việt Nam cho biết cái lý do mà họ chuyển từ lớp Rainflat về lớp thường là vì họ lắng nghe nhiều phản ảnh của khách hàng về cái vấn đề sử dụng lớp Rainflat ở Việt Nam nó không phù hợp.
có rất nhiều hiện tượng lớp phù xảy ra khi mà sử dụng cái lớp Rinflat. Và bên cạnh đó thì cái chi phí thay một cái bộ lớp Rinflat hay thay một cái lớp Rinflat nó sẽ cao hơn rất nhiều so với lại lớp thường. Và đó là lý do vì sao mà Mercedes-Benz Việt Nam họ chọn sử dụng lớp thường cho GLC. Và nếu mình nhớ không lầm thì chúng ta còn có tính năng đá cốp để mà mở cái cốp sau này khi mà chúng ta bận xách đồ chẳng hạn. Thì bây giờ mình sẽ minh họa cho các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ khóa xe lại. Đấy. Và đi ra xa. Rồi sau đó chúng ta sẽ tới gần. Đấy. Rất hay. Chiếc GLC 300 chúng ta thấy ở đây có phần nội thất là da màu nâu và phần gỗ trang trí. Không phải là gỗ bóng mà là gỗ này nó vẫn còn ro, chưa kiểu như là chưa qua xử lý. Nhưng mà nhìn nó hay hay, nhìn nó tinh tế. Bộ loa theo xe là Permaster cao cấp. Ở hàng ghế thứ hai này thì mình thoạt nhìn sẽ không thấy sự thay đổi nào so với đời trước. Vẫn có cửa sổ trời, toàn cảnh panorama phía trên. Điều hòa thì cửa gió cho hàng ghế sau. Nhưng GLC 300 này nó vẫn chưa có điều hòa tự động 3 vùng như là X3, mà chỉ có 2 vùng ở phía trước thôi. Còn phía sau thì nó là cửa gió. Không gian thì vẫn rất ổn trong phân khúc. Ngã lưng thoải mái nè. Không gian đầu rất tốt. Chỗ để chân thì do cái ghế tài này dịch xuống hơi nhiều rồi. Chứ về cơ bản là các bạn thấy ghế phụ nè. Đấy thì vẫn còn dư rất là nhiều. Cái điểm thay đổi ở đây phải soi rất là kỹ thì mới biết. Đó chính là những cái cổng lấy nguồn nay là chuẩn USB Type-C chứ không phải là Type-A. Cũng có cái bệ tì tay kim chỗ daily ở đây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lên hàng ghế phía trước là nơi tập trung nhiều sự thay đổi nhất. Một trong những cái sự thay đổi gây tranh cãi trên GLC 300 phiên bản nâng cấp 2020 là việc Mercedes-Benz họ đã bỏ hệ thống treo khí nén và thay bằng hệ thống treo thể thao. Thế nên là ở bệ trung tâm bây giờ chúng ta sẽ không còn cái nút nâng hạ gầm xe như trước nữa. Nguyên nhân là vì Mercedes-Benz cho biết là khách hàng mua GLC 300 trước đây họ than phiền rằng là khi mà hệ thống treo khí nén nó tới kỳ bị hư phải thay thế thì cái chi phí thay thế hệ thống treo khí nén nó hơi thốn, nó hơi bị quá so với lại cái túi tiền của người sở hữu Mercedes-Benz GLC 300. Thế nên là Mercedes-Benz họ quyết định là chuyển về một cái hệ thống treo thường và hệ thống treo thể thao chứ không sử dụng hệ thống treo khí nén nữa, là để giúp cho khách hàng mua GLC 300 họ có tâm lý thoải mái hơn trong cái quá trình sở hữu xe, trong cái quá trình thay thế, sửa chữa chẳng hạn. Vậy thì vì sao không phải là hệ thống treo tiêu chuẩn mà là hệ thống treo thể thao trên phiên bản GLC 300? Mercedes-Benz cho biết là khách hàng của họ than phiền đó là hệ thống treo tiêu chuẩn trên GLC trước đây khi mà đi đường đèo nhiều cua nó tạo cho khách hàng cảm giác bị bồng bềnh và say xe. Đó là lý do mà cuối cùng là họ chọn cái hệ thống treo thể thao cho GLC 300 để khắc phục cái nhược điểm đó, để cho cái thân xe nó được kiểm soát ổn định hơn và vững hơn khi mà đi đường đèo, giúp cho khách hàng đỡ bị say xe. Cái hiệu quả của việc thay đổi này như thế nào mình cần phải trải nghiệm thực tế thì mới biết được. Nên hẹn các bạn cái dịp gần nhất mình trải nghiệm cái mẫu xe GLC này và chia sẻ với các bạn về sự đổi mới ở hệ thống treo. Và những cái sự đổi mới bên trong bản táp lô của GLC 2020 có thể kể đến là vô lăng được thiết kế mới hoàn toàn, nhìn đẹp mắt hơn, high tech hơn. Đấy, có lẫy chuyển số sau vô lăng nè. Có kiểm soát hành trình. Và những cái nút này được làm rất sắc sảo. Bảng đồng hồ tốc độ là loại hiển thị điện tử hoàn toàn và chúng ta có thể chọn được 3 phong cách hiển thị khác nhau. Đó, rất là xịn sò. Cái điểm thay đổi có thể nói là nổi bật nhất trong nội thất của GLC 2020 đó là việc Mercedes-Benz trang bị cho nó hệ thống giải trí thông tin mới nhất của họ có tên gọi là MBUX. Nếu mình nhớ không lầm, GLC 2020 là mẫu xe mạc thứ hai tại thị trường Việt Nam được trang bị hệ thống MBUX sau đàn anh GLE. Cái hệ thống này thì nó có tính năng trợ lý ảo
và chúng ta sẽ phải giao tiếp với nó bằng tiếng Anh. Mình lấy ví dụ nha. Hey Mercedes, how may I help you? Play music. Unfortunately, there is no music deck available. Rồi, thử lại lần nữa. Hey Mercedes. Hey Mercedes, how may I help you? Next song. Mình kêu nó chuyển bài tới. Đó là nó thực hiện ngay tức khắc. Ngoài ra chúng ta cũng có thể ra lệnh cho nó thay đổi nhiệt độ bên trong khoang xe, đổi màu hệ thống đèn ambient light bên trong nội thất, và vân vân và nhiều thứ nữa, dẫn đường chẳng hạn. Ở đây thì cái thao tác chúng ta kết nối với lại hệ thống MBUX thông qua hai phương thức. Đầu tiên là cái bàn touchpad này, đó, nó có cái haptic feedback, tức nghĩa là nó có cái rung phản hồi rất là đã, để giúp cho cái việc trải nghiệm chúng ta nó được trực quan và có cảm xúc hơn. Bên cạnh việc thao tác thông qua touchpad thì chúng ta có thể điều khiển thông qua thao tác cảm ứng nữa, đó, rất là nhạy, gần như là không có độ trễ. Này, chúng ta thay đổi được màu của đèn nội thất. Rồi, về cái trang bị tiện nghi thì mình thấy nổi bật thêm đó là tính năng sạc không dây cho thiết bị di động. Đó, chỉ cần bỏ điện thoại vào trong cái hốc đồ này là nó sẽ tự động sạc. Bên cạnh đó là hệ thống MBUX này cũng có kết nối Apple CarPlay với di động, nhưng mà ở đây thì mình không có cái cáp USB-C, thế nên là không demo cho các bạn xem được. Nhưng mà về cơ bản là kết nối hệ thống giải trí của nó rất là đầy đủ, có Bluetooth, Apple CarPlay, USB đấy, và thậm chí là kết nối Wi-Fi với di động nữa, đầy đủ hết. Rồi, có hệ thống camera quan sát 360 độ xung quanh. Có 4 chế độ lái: Sport Plus, Sport, Comfort, Eco, và thêm một chế độ là mình tự chọn theo ý thích, Individual. Có đèn tự động, gạt mưa tự động, gương chống chói tự động. Nhớ 3 vị trí cho hai ghế trước, và hai ghế trước thì là điều chỉnh điện hết. Nói chung là tiện nghi của GLC 300 có thể gọi là đầy đủ, khá đầy đủ cho phân khúc. Nếu chăng nó chỉ thiếu là cái rèm che nắng phía sau thôi, đó, phần còn lại thì mình thấy là khá ok. Hộp số theo xe là hộp số tự động 9 cấp. Rồi bây giờ mình sẽ lên cái khoang động cơ để xem bên dưới nắp máy của nó là bao nhiêu con ngựa. Này, bên dưới nắp capo là động cơ xăng tăng áp 2 lít 4 xi lanh thẳng hàng mã M264 mới nhất của Mercedes. Cái động cơ này là nó có tăng áp đơn, nhưng mà nó có tới hai đường nạp gọi là twin throttle. Đấy là cái công nghệ mới trên cái động cơ mã M264. Động cơ này cho công suất tối đa là 258 mã lực và giúp cho chiếc xe SUV này tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 6,2 giây. Và mình hé lộ tiếp nha, là hai phiên bản GLC 200 nếu mà lắp ráp trong nước á, thì sẽ có cấu hình động cơ 2 lít của M264, nhưng mà cái công suất của nó thì chỉ có 197 mã lực, tức nghĩa là nó giống cái động cơ của Mercedes E200 hiện nay. Đấy, nó tăng khoảng 13 mã lực so với lại đời trước. Và cái mức sức mạnh của GLC 200 giúp cho chiếc SUV tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 7,8 giây. Thấy một thông tin nho nhỏ mà mình nghĩ ít người biết, đó là Mercedes-Benz Việt Nam họ đã trang bị cái ống thở cho V-Side cầu trước zin từ tháng 8 năm 2019, thế nên là các bạn sẽ không lo cái việc nước vào cầu như là trước đây nữa. Đấy,
Và cái mức giá 2 tỷ 560 của GLC 300 nhập khẩu từ Đức này thì nghe có vẻ là hơi rét. Nhưng nếu so ra với những cái điểm mới được cập nhật cũng như là được bổ sung thêm thì mình nghĩ là nó cũng khá xứng đáng. Nếu như các bạn thấy cái mức giá này là nó hơi quá tầm với so với lãi suất của mình thì hãy đợi thêm một thời gian nữa thì các bạn sẽ có thêm cái sự lựa chọn là GLC lắp ráp trong nước với mức giá dễ chịu hơn và có tới 3 phiên bản cho các bạn lựa chọn. Rồi, xin cảm ơn.